Ngày hôm nay, mình sẽ khiến cho cả thế giới phải thức tỉnh, bởi vì có một loại dịch bệnh đang xâm chiếm cái thế giới này. Và chỉ cần nhìn vào cái tên này thôi cũng đủ để cho các bạn thấy sự kinh hoàng của cái dịch bệnh này rồi, đúng không? Với những cái ảnh hưởng của nó trên toàn thế giới, ở trong thế giới thật. Bấm vào quốc gia khởi đầu cho căn bệnh của bạn. Top top thì bắt đầu tại đâu nhỉ? Chắc chắn không phải là Việt Nam thân yêu của chúng ta rồi các bạn ạ. Mà chỉ có thể là đây mà thôi. Chính là cái đất nước này đây các bạn ạ. Thì tất nhiên nó phải đến từ đây rồi. Vâng, sức mạnh của Top Top đã bắt đầu lây nhiễm tại Trung Quốc rồi. Đã lây nhiễm cho những người đầu tiên. Nhưng mà dần dần cả thế giới này sẽ biết đến nỗi đau. Có vẻ như là mới đầu thì chúng ta chưa có gì nổi bật lắm. Một phụ nữ bí ẩn đã gửi hàng tỷ đô la vào quỹ từ thiện. Tại sao không gửi vào trong tài khoản ngân hàng của Top Top bắt đầu lan truyền từ người này sang người khác ở Trung Quốc. Chấm đỏ đã cũng bắt đầu chấm ở đây rồi này. Mà không sao, mình cứ từ từ thì khoai mới nhờ. Cái dịch bệnh Top Top này nó sẽ lan ra khắp Trung Quốc. Nhưng mà việc có cái nào để mà khiến cho là cái virus Top Top này nó không qua cái Việt Nam của chúng ta không? Bạn có hơn 15 điểm DNA, hãy dùng chúng để tiến hóa Top Top. Tiến hóa Top Top, ai mà lại không muốn cơ chứ? Đâu xem nào. Top Top điểm bắt đầu Trung Quốc. Ok. Truyền nhiễm, triệu chứng và khả năng là thay đổi cường độ căn bệnh, triệu chứng. À không. Mình nghĩ rằng ấy là Top Top chúng ta không nên có triệu chứng nào quá rõ rệt, bởi vì lúc đấy thì con người sẽ nhận ra mất. Hãy tập trung vào việc lan truyền cái Top Top này ra cả thế giới. Đó, thế nào? Top Top liệu có truyền qua đường máu không? Đặc biệt là ở các nước nghèo. Ok, có vẻ hợp lý. Không khí, mầm bệnh di chuyển trên các hạt bụi. Ok, trời ơi. Các bạn thử tưởng tượng đi, liệu còn gì tuyệt vời hơn cho dịch bệnh Top Top khi chúng ta có thể ngửi thấy Top Top trong không khí à các bạn? Chắc chắn rồi, tiến hóa nó lên nè. Vâng, bây giờ đến cả các loài động vật cũng phải có Top Top nha các bạn. Thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra ngoài đời thực. Mình không cần phải nghĩ luôn, nó đang xảy ra rồi chứ gì nữa. À, Trung Quốc đã có 171 người đã bị nhiễm Top Top. Nghiên cứu y khoa vẫn chưa có gì hết. Thế giới chúng ta vẫn đang rất yên bình. Nhưng mà đây mới chỉ là Top Top lây nhiễm cho hàng trăm người tại ở Trung Quốc. Vâng các bạn ạ, chưa bao giờ mình thấy là cái việc mà đi lây nhiễm căn bệnh cho thế giới nó lại vui như này các bạn ơi. Nhìn qua nhìn lại, ôi, bắt đầu nhanh rồi nha. Bắt đầu tiến hóa, cái khả năng nhiễm bệnh là tăng lên đến hàng nghìn người rồi các bạn ạ. Cứ một ngày trôi qua là có đến hàng trăm người ở Trung Quốc đã nhiễm Top Top. Nước nào sẽ là nước đầu tiên được hưởng cái Top Top này về đây? Một hòn đảo mới được tìm thấy ở Thái Bình Dương. Ok, không liên quan lắm. Mình đã có 18 điểm DNA, có lẽ là đã đủ để bắt đầu nâng cấp tiếp rồi. Chắc chắn rồi, đến khi cả các bạn đi tắm, các bạn uống nước, Top Top cũng chảy ở trong đó. Còn cả truyền máu à? Ủa, cái này người ta gọi là Top Top ăn vào máu đúng không? Top Top lan sang Nga. Căn bệnh của bạn vừa tiến một bước quan trọng để trở thành một đại dịch. Ở mấy anh Nga ngố này là hay, hồi xưa mình có hay để ý là Top Top của các anh ý là có cái Top Top gì mà có cái con bé nó đóng nó cosplay Sakura nhở, xong rồi mồm nó méo méo ấy. Cả thế giới đã có 45.000 dịch người bị dính Top Top. Bây giờ làm sao để cho đẩy nhanh được cái lan truyền ở Trung Quốc đấy? Qua côn trùng, vùng khí hậu nóng bức Trung Quốc cũng có vẻ nóng đấy. Mình sẽ nâng điểm này lên. Đó, Top Top lan sang nhiều quốc gia hơn và đã bắt đầu lan sang cả khu vực Trung Á. Và chuẩn bị rồi, nó đã qua được Ấn Độ rồi các bạn ơi. Chắc hẳn các bạn vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi mà các anh giai dốc cơ Ấn Độ với những cái pha đột biến triệu chứng phát ban. Ai cho mày tự động đột biến? Thằng Top Top, mày mà đột biến phát ban nên là bị nhận ra đấy. Cái này à? Da bị phồng rộp và đau đớn. Đó, mình sẽ xin lại 2 điểm DNA. Chính ra là 2 điểm đến 2 điểm free. No. Cả thế giới đã sắp được 1 triệu người nhiễm Top Top. Yes! Hay quá. Cố lên Ấn Độ ơi, nhanh lên nào. Cho các anh giúp cơ, các anh ấy nhiễm Top Top đi. Wow, có một cái máy bay đỏ. Rồi, xong. Máy bay, có thanh niên nào xem Top Top trên máy bay đây mà? Và ở đây nữa, vừa nãy có một thanh niên đi tàu xem Top Top. Và đây nữa, nó đã qua được tới cả nước Úc và bây giờ là nước Mỹ. Truyền nhiễm mạnh hơn cả virus HIV. Ôi, ui, nhìn qua nhìn lại đã có 200 triệu người trên thế giới đã nhiễm Top Top. Chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa. Top Top lây nhiễm qua đường chim. Ok, chim trở nên dễ bị nhiễm trùng. Tại sao mình cảm thấy rằng cái câu này khi mà mình nói to ra nó cứ sai ấy nhỉ? Ôi trời ơi, Trung Quốc kìa, một màu đỏ chót luôn. Và nó qua đến cả Thụy Điển nữa rồi. Rồi, 36 điểm DNA, chúng ta lại tiếp tục để nâng cấp tiếp. À, xem nào, loài gặm nhấm là chuột, bọ chét trở nên dễ bị nhiễm bệnh. Đây, tăng khả năng lây nhiễm đặc biệt ở khu vực thành thị. Úi trời ơi, 1,5 tỷ người trên thế giới đã
nhiễm top top. Let's go. Đột biến triệu chứng u nang. Ê, này, không. Ai cho mày tự động làm chuyện đó? Ha. Đi về mau. Nếu mà mình để lộ ra cái tác hại của cái ảnh hưởng của top top ấy, là các nhà khoa học trên thế giới họ sẽ tìm kiếm cách để mà chữa nó. Mình cần phải lây top top ra nhiều hơn, ra cho cả toàn thế giới. Mình có 38 điểm DNA. Hãy làm cho không khí đậm mùi top top hơn nữa. Cho chó nhà bạn xem top top nữa nè. Đó, bay đi. Những chiếc máy bay, những chiếc tàu chở đầy top top. Mẹ đi qua được Greenland. Đây là một đất nước mà có vẻ rất là lạnh giá. 2 tỷ người trên thế giới đã nhiễm top top. Mình nghĩ rằng ấy là video này nếu mà có một cái thử thách, đó chính là với mỗi lần mà mình nói cái chữ top top ra, tài khoản của các bạn sẽ được tăng lên 10.000 đồng. Thì chắc là đến hết video này các bạn sẽ được trở thành triệu phú đô la sớm thôi nhá. Để ăn mừng chuyện là top top đã đi qua được những nơi lạnh giá như là cái khu vực Greenland, chúng ta hãy biến đổi nó để có thể chống chịu được với khí hậu lạnh. Trung Quốc với cả Kazakhstan với cả Trung Nga là đã bị sạch sẽ luôn rồi này. Trung Quốc là đã không còn một cái gì nữa rồi. Không còn ai là thoát khỏi virus top top để nữa rồi các bạn ơi. Woo, let's go. Gì đây? Tiếng gì đây? Báo động ở đâu đây? Lại u nang thôi nha. Cho mày một lần nữa thôi chứ không có cho lần thứ hai đâu nha. Cho thêm nước này. Bây giờ kể cả nước uống của các bạn cũng sẽ dính top top luôn. Vâng, và giờ là năm 2023 rồi. Chúng ta đang chứng kiến cảnh thế giới chuẩn bị sụp đổ trước mắt của chúng ta, nhưng chúng ta không thể làm gì được. Mình sẽ phải tiến hóa nó tiếp. Nó đã chống được lạnh rồi thì nó sẽ phải chống được cả nóng nữa. Đó, cố lên nào. 5 tỷ người, let's go. 5 tỷ người vào ngày hình như là mùng 1 tháng 4 thì phải. Vâng, đỏ này, ui. Nó nổi lên này. Ui. Tốc độ mà top top lây lan trong cái khu vực châu Phi này ấy, nó nhanh y như là cái tốc độ các bạn bấm like cái video này các bạn ạ. Rồi xong, coi như là nửa bên phải của cái thế giới đã bị dính hết rồi các bạn ạ. Và hãy xem đi, chúng ta chỉ còn khu vực Canada thôi. Canada có cái gì mà sao chống được khỏe thế nhỉ? Cố lên nào Canada. Cả thế giới đã xem top top rồi, chả lẽ là Canada lại bỏ qua. Một lần là lên hơn 1 triệu rồi nhỉ? 2 triệu. Rồi xong. Top top cần tiến hóa để có thể giết người. Ok, video này chúng ta là chưa đến mức độ cần phải đảng như thế. Mình cần cho nó lây nhiễm toàn thế giới đã. 7 tỷ người đã dính rồi, chỉ còn có 22 triệu người nữa trên thế giới vẫn còn đang ở trong hang và là người tối cổ. Không còn ai khỏe mạnh trên toàn thế giới. Người khỏe mạnh cuối cùng trên trái đất mới đây đã bị nhiễm top top. Căn bệnh nhỏ đang lan rộng. Một bác sĩ ở Ai Cập đã tìm thấy căn bệnh mới có tên là top top. Tuy nó có vẻ vô hại nhưng cần được điều tra kỹ hơn. Bây giờ đã quá muộn rồi. Đã đến lúc để mình kích hoạt lá bài cạm bẫy. Đâu rồi. Mất ngủ đúng không? Cái nào tăng trí mạng không ta? Đây. Đúng rồi, chúng ta sau khi nôn mửa với top top, chúng ta sẽ bắt đầu bị tiêu chảy. Còn cả kiết lỵ nữa. Ôi ôi, gây nhiễm trùng tiểu, mất nước, đói. Ok, tiến hóa lên. Đấy, Nga bắt đầu nghiên cứu điều trị. Từ từ. Đây, nhưng vấn đề là nó sẽ bắt đầu ức chế miễn dịch này. Đó, và nó còn suy đa tạng. Tế bào nhiều loại mô khác nhau bị chết, khiến các cơ quan trên toàn cơ thể bị hủy hoại, gây ra cái chết nhanh chóng. Chả lẽ bây giờ mình lại hủy tiến hóa mấy cái này để mình cái này à? Mày dừng lại hết. Để ta cho. Cái bây giờ mình cần là 33 điểm DNA, tức là 16 điểm nữa để kích hoạt khả năng chí mạng của top top và cả nghiêm trọng của nó nữa. Okay. Bắt đầu có người chết tại Peru. Người đầu tiên chết vì top top đã được xác nhận tại Peru. Đây chỉ là không may. Thuốc chữa top top sẽ hoàn thành trong hơn 1 năm à? Ai chả. Ok, chúng ta có hơn 1 năm để mà chiến đấu với cả thế giới. Liệu top top đối với thế giới sẽ như thế nào đây? Tây Ban Nha đóng cửa các sân bay rồi dẹp đi. Giờ đã nhiễm thế rồi còn sân bay làm gì nữa. Rồi, 1 triệu người đã toang. 120 triệu người. Nhà nào nên khẩn trương nào. Thuốc nó đang điều chế được gần 20% rồi này. 19% rồi. Loài người đã tìm ra được phương thuốc điều trị 25% rồi. Chúng ta có Đông Nam Á đóng cảng biển, Italy, Nam Phi, Angola, các kiểu thể loại con đà điểu. Bọn chúng đã có 40% rồi. Chỉ còn có 74 ngày nữa thôi. Mùng 3 tháng 11 50% rồi. Không, thế giới không. Không thể nào, gen của top top đã bị thao túng. Thế giới đã tìm ra được cách để biến top top trở nên tốt đẹp hơn à? Úc đi đầu trong nỗ lực nghiên cứu điều trị. 1 tỷ 2. Không, 95. Không, không, 98, 99, 100. Phương pháp điều trị top top đã được hoàn thành và được triển khai trên toàn thế giới. Trời ơi, nhìn màu xanh nó tăng lên kìa. Loài người đang vui mừng. Tỷ số người nhiễm bệnh đang giảm xuống. Top top sắp bị tận diệt. Thế giới thoát khỏi sự tàn phá của đại dịch.
Ôi không, ôi không, ôi không, không, không. Pop Pop đã bị tiêu diệt. À, tại sao lại có thể như thế được? Chính ra là mình phải vui mừng với chuyện là Top Top không thể nào là chiếm được toàn bộ thế giới chứ nhỉ. Và mọi người sẽ bỏ Top Top và lên xem YouTube, kênh YouTube của mình nhiều hơn.